Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Và video này thì Khải có sắm thêm cái nhẫn chống 40 dòng 1 anh em ơi. Cái nhẫn này thì Khải tìm khá là lâu rồi. Nhìn sơ qua thì Khải mới trả 4 kim mà không bán, thôi Khải mua 5 kim luôn. Xin lục lực chỉ được một dòng chống 40 thôi anh em. Tại vì đồ server rất là hiếm, không có đâu anh em. Nhẫn này thì Khải nghĩ trả ông 4 kim mà không bán, cái 4 kim rưỡi hoặc không bán luôn thôi. 5 kim như giấc, 5 kim thôi. Chúng là tầm này thì mình cần thì mình mua thôi anh em. Đó, 5 kim. Ok nha. Trả mà ông không bán thôi chịu anh em nè. Khải trả 3 kim 5 rồi kêu không bán 4 kim rồi, 4 kim rưỡi không bán nữa không. Không bán rồi 5 kim luôn. Thên. Nhẫn này tìm lâu rồi. Ok. Để mang cái nhẫn này tí nữa đánh tông kim anh em ơi, tại vì có hiệu ứng là ngon rồi. Đó. Cho 40 xin lượng lực đó, bỏ bất kháng họ đi một chút cũng được. Đó. Rồi cái họ kháng họ này thì khi nào đi liên đấu hoặc là gì đó cảm thấy cần kháng họ thì mang vô thôi. Rồi. Không. Thôi chuẩn bị tống kim. Xúc cái nhẫn này được rồi nè em ơi. Ờ à, đây. Xem được cái nhẫn là đẹp rồi nè. Nói chung là như mình yêu như mình mong muốn thì ạc của mình thì hiệu ứng làm chậm 80 đó, 40 là 80 rồi, hiệu ứng chọn 40 đó. Rồi dòng 1 còn cái nhẫn là cái dây này thì kháng hỏa 25. Đây lưng phòng thủ, nó phòng thủ 10 40 vào tay gia chiền đó, bỏ bất kháng hỏa. Đó là cắn nghe mì là kháng họ lên cao. Còn kháng họ Khải chính thức Khải chỉ còn 60 thôi, 40 thôi, đó. Đây kháng họ một mình 40 thôi. Giờ tổng kim cắn lắc cố gắng đánh thử được không? Còn không được thì mang lại nhận kháng họ thôi. Thì vì nhận làm chó cũng khá là mắc, tìm không ra đâu, hiếm lắm. Rồi, ok. Anh em xem đừng quên cho một like nha anh em. Đó.